Xin chào tất cả các bạn ạ. Hôm nay em tiếp tục lên video. Hôm nay em muốn lên video hướng dẫn chỉnh của đèn sau để hướng dẫn cho một số các bác chưa biết căn chỉnh để biết. Đầu tiên muốn để căn chỉnh được củ đèn ngon thì chúng ta có những bộ phận là tay bấm đây ạ. Thì nó gồm có tay bấm xả này, ấn lên bấm xuống này, theo đó là dây dẫn và dây cáp đây ạ. Dây cáp tăng chỉnh lên xuống để dẫn đến cụ đề, để chủ đề cụ đề hoạt động. Thì ở trên cụ đề của chúng ta thì nó sẽ có này ốc chỉnh là ốc H và ốc L và dây tăng chỉnh, ốc ngầm, khóa dây đây, hoạt động của cụ đề của nó. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác. Đây là ấn lên và đây là giảm xuống. Để muốn chỉnh cụ đề ngon nó mượt như này thì phải làm sao? Thì tiếp theo đây em sẽ làm video hướng dẫn chỉ chi tiết từng tác dụng của những ốc như thế nào để đối với cụ đề để các bác chỉnh nó ngon hơn. Các bác nhá, trước khi mà các bác chỉnh cụ đề nhé, các bác lưu ý cho em này một số điểm này này. Đây là cái móc cụ đề này các bác nhá. Móc cụ đề này nó phải vuông góc này, nó phải thẳng các bác nhá. Nó phải thẳng và vuông góc này. Với mặt đất này vuông góc 90 độ các bác nhá. Đấy, chứ đừng để cái móc cụ đề này nó nghiêng sang bên trái, nghiêng bên phải các bác nhá. Thì lúc cái chỉnh nó chúng ta sẽ không được chuẩn các bác nhá. Cái này thì nếu mà phải chỉnh của móc cụ đề này thì em sẽ có một cái video hướng dẫn các bác video khác để các bác xem nhá. Đấy là một số cái lưu ý. Và khi chỉnh cụ đề chúng ta phải lưu ý này. Đó là bánh răng này. Bánh răng nhỏ nhất ở của tầng lip này và bánh răng của cụ đề này là nó song song thẳng hàng với nhau các bác nhá. Đấy. Công dụng của ốc L và ốc H ở trên một con cụ đề. Con ốc H này thì nó có công dụng của nó là ra sao ạ? Nó là để chặn các bác nhá. Nó để khóa chặn đây này, để làm sao cái xích này nó không trượt được ra khỏi cái lip bé nhất các bác nhá. Đây này, nó không thể trượt được ra cái lip bé nhất để vào cái thành xe này. Và ốc L thì có công dụng là để chặn khi chúng ta cho xích lên tầng cao nhất này mà không bị trượt ra ngoài các bác. Đấy, công dụng của từng con ốc một đó là như vậy. Rồi, vâng nhá, đây là con ốc L các bác nhá này. Khi chúng ta vặn đấy, chúng ta đến cái điểm rồi khóa là khóa đây này, để nó kê vào nó khóa vào đây này các bác. Vâng. Còn đây là con ốc H này. Đấy. Thì nó sẽ tì nó kê vào đây. Thì để các bạn hãm lại ấy, thì nó không có thể là để trượt xuống. Và con ốc L này là không thể vọt quá được các bác nhá. Đấy, đây là công dụng của từng con ốc một. Vâng đây nhá, em sẽ hướng dẫn các bác này sử dụng ốc H này. Ốc H là khi chúng ta vặn ra này. Đây các bác này. Chúng ta vặn ra này, đấy. Thì cái bánh răng cụ đề này, nó sẽ đẩy ra ngoài nhá. Nó sẽ đẩy ra bên ngoài các bác này. Đấy, nó sẽ đẩy ra ngoài này. Và khi chúng ta vặn vào này, đấy, bánh răng nó sẽ đẩy vào trong này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Đấy, nó đẩy vào trong. Đấy. Đây nhá, nó vào trong ấy. Và khi em muốn để cho nó về này, về vị trí giữa đây này. Về vị trí giữa này, khi chúng ta bắt đầu chỉnh đề ấy, là như này. Nó sẽ phải có từ bánh răng cụ đề và cái lip này. Lip nhỏ nhất này, nó thẳng hàng với nhau các bác nhá. Đấy. Trường hợp đầu tiên em muốn giới thiệu các bác đó là khi chúng ta xả hết nhá, tay bấm mà xích của nó không xuống được cái tầng lip nhỏ nhất này, đó là do bị khóa ốc H của nhá. Đây này, em sẽ làm cho bác biết này. Đây này, chúng ta xả hết này. Đây. Đấy, xả hết này. Đấy, xả khi xả hết rồi mà xích vẫn không thể xuống được. Đây, đấy, chúng ta này cho tua vít vào, chúng ta xả ra, các nhá, vặn này, đấy, vặn. Vẫn chưa được. Chúng ta vặn tiếp. Đấy, các bác nhìn chưa? Này, nó chưa xuống hẳn đây. Vặn thêm một chút nữa. Đấy là nó xuống rồi đấy. Đây là cách xử lý luôn nhá. Đấy. Lên này, lên này, lên này, xuống này, em lại xuống này, xuống hết cho bác nhìn này. Đấy. Thế này là khi xuống là chúng ta giải quyết được rồi đây này. Nó là do khi ốc H này bị kê này. Cái là kê đẩy vào trong này thì nó không xuống được hết nên chúng ta phải nhả ra để cho làm sao cái bánh răng này nó đẩy ra ngoài để nó xuống cái chảo hết một tầng lít nhỏ nhất các bác nhá. Này, khi ốc H chúng ta chỉnh được về đúng vị trí rồi mà xích của chúng ta vẫn chưa xuống được cái lít tầng nhỏ nhất các bác nhá. Thì nguyên nhân của nó là có thể do dây đè các bác nhá. Do dây đè của nó là bị căng quá các bác ạ. Đây này. Đây này. Đấy, khi này các bác nhớ nhá, phải nhả hết các bác nhá. Nhả hết xuống mà xích của nó vẫn không xuống được cái lít tầng nhỏ nhất này các bác này. Đấy. Thì là do dây đè nhá. Thì bắt đầu là chúng ta này quay này và chúng ta nhả dây đè này đấy, nhả từ từ này đấy, nhả đấy các bác thấy chưa, khi nhả được vừa phải đúng đủ rồi này thì cái xích này nó sẽ xuống tầng lip nhỏ nhất này đấy, các bác thấy chưa đấy. Trường hợp tiếp theo mà khi các bác hay đạp xe hay gặp phải đây là các bác này,
đó là khi chúng ta đạp xe mà nhả số xuống đến tầng lít nhỏ nhất đây này mà bị trượt xích ra ngoài đây, các bác hay bắt phải đây, trượt xích ra ngoài như này này. Cách này xử lý thì rất đơn giản nhé các bác nhá. Các bác hãy dùng cho em một cái tua vít này này. Các bác này, khóa lại cho em, khóá cái ống hát này vào. Đẩy đấy nhá. Ống hát này là vì sao này? Như em giải thích lúc nãy, khi chúng ta bắt cái ống hát này vào này thì cái bánh răng này này nó đẩy vào bên trong, nó đồng nghĩa là cái xích này nó cũng đẩy vào trong các bác nhá. Đây, để nó đẩy vào trong này. Đẩy vào trong các bác nhá. Đây, đẩy vào bên trong này. Đây, em sẽ vặn vào em cho các bác thấy này. Đấy. Em móc lại cái xích cho nó sức sơ được bác nhá. Đây này. Đấy. Khi chúng ta đẩy vào thì rồi đấy. Cái bánh răng này nó đẩy vào các bác nhá. Đây em chỉ chi tiết nhận cho bác dễ nhìn thấy này. Khi chúng ta vặn cái ống hát này này. Đấy, vặn đi vào đây. Thì cái bánh răng này, đấy bác nhìn kia không? Cái bánh răng củ đề này nó sẽ đẩy vào bên trong thì nó sẽ đưa cả cái xích này vào trong lên đấy thì nó sẽ không tuột được cái xích bác nhá. Khi các bác này để nó bị ra ngoài quá, nó lỏng quá này. Đấy, cái bánh răng củ đề nó lỏng quá thì nguyên nhân của nó là nó trượt cái xích này ra ngoài các bác nhá. Đấy là cái lý do mà các bác hay gặp phải đấy. Vừa rồi là em hướng dẫn các bác ốc hát rồi nhá. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác là chỉnh ốc L ra sao luôn nhá. Những bệnh mắc phải của ốc L nhá. Đây thường thường này, ốc L đây này. Đây này. Và khi mình sử dụng bình ấn ấy mà xích đấy nó không lên được cái tầng cao nhất này các bác này. Khi ấn căng hết tay rồi nhá này, các bác này quay mà nó không lên được cái tầng cao nhất ấy. Đấy. Đây này, không lên được tầng cao nhất, các bác nhìn rõ cho em nhất này này. Đó là do ốc L này. Khi chúng ta hãm quá, các bác nhá, hãm chặt quá ấy. Cái điểm kê như lúc em bảo từ trước ấy, điểm kê quá này thì cái bánh răng này này nó không đẩy được sang đây nhá, nó không đẩy quá này, nó không đẩy được vào trong này này thì nó bị hãm rồi bác, thì cái xích này là nguyên nhân là nó không để lên được trên. Chính vì thế là chúng ta đây này, chúng ta mở ra, các bác mở cho em 1-2 vòng ra nhá, mở 1-2 vòng ra cho các bác quay cho các bác ấn này. Đấy thì đấy nó lên được bác này. Đấy, nó lên ngon lành rồi đấy. Thực ra là nó chỉ bị kê này. Khi các bác sử dụng quá vặn cái ốc L này quá thì nó sẽ bị kê làm cho cái xích này nó không thể lên được tầng cao nhất. Đấy, em chỉ mở ra 1-2 vòng thôi thì nó đã lên ngon lành rồi. Đây, lên ngon lành này. Đấy, các bác chưa? Đấy, cái nguyên nhân tiếp theo mà có thể dẫn đến mà cái xích này này nó không lên được trên nhá. Mà khi ốc L chúng ta chỉnh cho chuẩn rồi các bác nhá. Mà nó không lên, đây này, các bác này, em ấn đây này. Đấy, chúng ta ấn nhá, các bác nhìn xem ấn này. Đấy, đây này, xích nó nhau này. Nó không lên này, nó cứ bị với này. Cái nguyên nhân này ấy, là nguyên nhân nó là do dây đè trùng các nhá. À, chúng ta là phải tăng này, nhả xuống, để cho xuống đây, nhả xuống và chúng ta tăng cái dây đè lên, tăng dây đè lên, các bác nhá. Đấy, các bác vặn cho em này, nhìn này, vặn cho em này, để cái khi dây đè nó căng lên, đấy, 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 thì đây, nó mới lên được các bác nhỉ. Khi dây đè này, bác quay lùi lên rồi. Khi dây đè nó căng lên là, đấy. Nó phải căng ra thì có nghĩa là cái bánh răng này này nó đẩy được vào trong, nó co kéo cái này mà kéo này thì để cái này tác dụng nó đẩy vào trong thì cái xích này nó mới lên được trên các bác nhá. Đấy, bây giờ thì lên ngon rồi đấy. Đấy nguyên nhân tiếp theo đấy, bởi vì thường thường ấy, những bệnh này thường gặp ấy thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Đó là nguyên nhân đầu tiên là có thể là do chúng ta hãm ốc L, và nguyên nhân thứ hai đó là do dây đè trùng các bác nhá, thì nó sẽ không lên được. Nó bị với đây, em có thể xả cho các bác nhìn lại một lần nữa này. Đây này, khi dây đè nó trùng quá đây, khi dây đè nó trùng quá thì chúng ta lên này nó sẽ không lên được này, nó với nó trượt xuống, các bác nhìn này. Đấy, em sẽ quay chậm các bác nhìn thấy này. Đây, nó với lên này, em ấn kịch tay rồi này, nó nhả ra này, nó lại bị trượt xuống. Đấy, thì các bác chỉ cần tăng cho em dây đè chút này, tăng dây đè lên đấy. Đấy, tăng dây đè lên thì đấy, nó sẽ lên được luôn đấy nhá. Đấy, vừa rồi là em hướng dẫn chỉnh ốc L mà khi xích nó không lên được đến tầng cao nhất nhá. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh ốc L mà khi các bác hay gặp phải là khi đạp xe mà xích nó tuột hẳn ra nhé các bác nhá. Đây, khi các bác đã sử dụng này mà xích nó trượt hẳn ra ngoài đây. Đây là trường hợp ấy mà các bác sử dụng mà xích nó hay bị nhao ra ngoài đây. Đây là do lý do là các bác chỉnh ốc L bị quá đấy các bác này. Các bác chỉnh ốc L quá thì nó sẽ xích nó sẽ nguyên nhân nó sẽ nhao ra bên ngoài các nhá. Thì muốn xử lý cái trường hợp này như nào thì đây, sau đây em sẽ hướng dẫn các bác này. Đây, chúng ta dùng tua vít này siết 1-2 vòng vào nhá. Đây sẽ làm dần dần để kiểm tra dần dần xem nó được chưa nhá. Đấy, siết ốc L vào để hãm lại, để cho cái xích này không bị nhao ra ngoài. Đây vẫn bị nhá, thì là chúng ta tiếp tục siết này, tiếp tục đấy, xem nó được chưa. Đây,
Thế này được rồi nhá. Nhưng muốn kiểm tra kỹ để làm sao không để trượt ra ngoài nữa. Đây, thì các bác nghe này, các bác quay này và dùng tay bấm này. Đây, tay này. Tay ấn chặt vào tay bấm và quay. Đấy, mà xích nó không nhau ra ngoài thì lúc này nó mới được các bác nhá. Đấy. Và nhả ra mà nó vẫn nằm trên ở trên cái clip to nhất này này. Đấy. Thế là các bác đã chỉnh được rồi đấy. Sau khi chỉnh ông hát ông L ngon lành rồi nhá, thì chúng ta bắt đầu chỉnh đề nhá bác nhá, chỉnh đề lên cho nó ngon lành từng lít một bác nhá. Đây, nhưng khi mà chúng ta chỉnh ấy là chúng ta chỉ phải ấn từng lớp một bác nhá. Từng lớp một là nhà từng lớp một nhá, chúng ta không được lên ấn 2 3 cái nhá. Tại thì nó sẽ lên được 1 2 cái nó lộn xộn lung tung ấy. Đấy, thì nó sẽ không chuẩn các bác ạ. Đây này. Đây em sẽ hướng dẫn các bác này. Đây, những trường hợp mà các bác mắc phải khi chỉnh đề này. Đấy, ấn này là không lên các bác này, ấn một cái là không lên này. Đấy các bác phải nhả ra nhá. Cái lý do này ấy, đó là lý do là bị trùng như này các bác nhá. Thì các bác phải tăng cái dây đề lên cho em này. Đây này, phải tăng cái vặn cái dây đề lên cho em này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, lên từng cái một để kiểm tra. Đấy. Đấy. Cái nào mà không được là bác phải cái này này, nó lạch sạch này. Đấy là mình phải nhả về. Đấy, tìm lý do này. Nó lom dây các bác nhá. Đấy, như thế là nó lom dây nó bị với. Thì các bác lại tăng cho em thêm một chút nữa. Đấy, các bác thấy không? Chỉ tăng thêm một tí dây thôi là nó lên luôn. Đấy. Đấy. Đấy, ngon lành này. Nhả xuống từng cái một. Từng cái một. Từng cái một đấy. 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 Đấy, nó rất là ngon rồi. Ở đây em sẽ tiện đây em sẽ hướng dẫn các bác luôn như này. Thường thường ở nó sẽ bị mắc phải ấy, một số vấn đề là như này, nó sẽ bị các bác đi hay bị kêu lạo xạo. Hay bị kêu lạo xạo ấy khi các bác này. Đấy các bác nghe không? Đấy. Đấy nó lạo xạo đây, em sẽ chỉ cho lý do này. Lý do của nó là như này này. Cái này là bị dây đèn căng quá này, thì cái xích này này nó chạm vào cái má líp này các bác nhá. Các nhìn này, nó chạm vào cái má líp này. Đấy. Thì nó tạo ra cái tiếng động đấy, nó kêu này này. Nó sẽ kêu lạo xạo này. Đấy. Thế xử lý cái này như nào? Từ đây em sẽ hướng dẫn các bác luôn này. Cái này nguyên nhân của nó là do căng dây quá. Thì lúc này các bác lại nhả cho em ra cái dây đèn này. Đấy. Nhả một chút ra đấy. Đấy. Thế là hết đây các bác nhá. Đấy đây là hết luôn này. Đây là những cái trường hợp mà các bác hay hỏi em đấy. Vì sao thì đi ấy, có líp có líp không? Đấy thì các bác phải kiểm tra từng líp một. Líp nào mà có thì các bác xử lý cho em như thế nhá. Có thể là do nguyên nhân là căng quá hoặc là do trùng quá thì chúng ta điều chỉnh ở cái lúm này. Đấy, cái lúm tinh chỉnh của dây đề. Dạ vâng, con ốc cuối cùng em muốn giới thiệu các bác đó là con ốc ngẩng củ đề các bác nhá. Con ốc này thì có tác dụng gì ạ? Con ốc này thì nó tác dụng này, nó làm cho cái củ đề này đưa ra xa và gần lại líp này nhá. Cái khoảng cách tốt nhất mà để cái củ đề này này nó là rơi vào khoảng độ từ 5 đến 60mm bác nhá. Từ bánh răng củ đề và đánh bánh răng líp này bác này, nó rơi vào khoảng 5 đến 60mm. Nó mà xa quá thì khi chúng ta ấn củ đề lên ấy, thì nó sẽ dễ bị trễ này. Và khi mà để cái này nó gần quá thì nó sẽ tạo ra những tiếng lạo xạo này cạch. Thì đấy như thế là nó sẽ không ok. Đấy, khoảng cách như vậy là khoảng độ 5 đến 60mm các bác nhá. Đấy. Đây. Em đã để khoảng cách 5-6mm này. Đấy. Đấy, khi sử dụng ấy nó sẽ trơn tru và mượt mà. Dạ vừa rồi là em đã hướng dẫn xong cách chỉnh củ đề xong, cũng giống như chỉnh ốc L, ốc H và ốc N cũng giống như là dây đề. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Nếu mà các bác nào còn thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm về chỉnh sửa một số vấn đề như là ở trên xe đạp ấy, thì các bác hãy comment ở phía dưới để em ra thêm nhiều video tiếp theo để chia sẻ cùng các bác ạ. Các bác là nếu yêu quý thì hãy cho em một like, follow và hẹn theo dõi kênh. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.